chiều ngày 8 tháng 11, tại thôn Bót, xã Minh Sơn đã long trọng tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Về dự chung vui có các đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng chí Bùi Huy Toàn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã về dự và chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn Bót, xã Minh Sơn, Ngọc Lặc. Cùng dự có lãnh đạo huyện Ngọc Lặc, lãnh đạo xã Minh Sơn và đông đảo bà con nhân dân thôn Bót. Trong không khí vui tươi phấn khởi của ngày hội, các đại biểu và nhân dân thôn Bót đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng trưởng thành của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đánh giá lại việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của thôn Bót. Thôn có 141 hộ với hai dân tộc Mường Kinh cùng chung sống. Với sự nỗ lực và cố gắng của cán bộ nhân dân trong thôn, đến nay thôn đã hoàn thành 14 trên 14 tiêu chí nông thôn mới. Thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 46 triệu đồng trên người trên năm. Chỉ còn 6 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 4,2%. Hàng năm 90% gia đình được công nhận gia đình văn hóa, phong trào khuyến học khuyến tài, thể dục thể thao được quan tâm. Trong thôn thường xuyên duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ trật tự an toàn xã hội. Đại đoàn kết toàn dân tộc là một truyền thống quý báu của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển. Đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy chính quyền Mặt trận Tổ quốc huyện Ngọc Lặc và xã Minh Sơn tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong xã nói chung, thôn Bót nói riêng thực hiện tốt các chủ trương, đường lối chính sách của nhà nước, các quy định của địa phương, dành nguồn lực đầu tư cho thôn ngày càng phát triển, từ đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết, quyết tâm thực hiện tốt nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Cấp ủy, lãnh đạo thôn, ban công tác mặt trận thôn tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, là mái nhà chung để phát huy tốt nhất nội lực trong nhân dân, tham gia chung sức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, tiếp tục làm tốt công tác chăm lo giúp đỡ hộ nghèo, phấn đấu trong thôn không còn hộ nghèo. Đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tin tưởng mỗi người dân thôn Bót, mỗi khu dân cư sẽ tập trung thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước để phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, đẩy mạnh phong trào khuyến học, phấn đấu xây dựng thôn Bót ngày càng phát triển, sớm trở thành thôn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Nhân dịp này, đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy đã tặng quà cho 10 hộ gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn của địa phương. Trước đó, đồng chí Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã trao 40 triệu đồng hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Phạm Văn Quán, thôn Minh Thuận, xã Minh Sơn, là thương binh thuộc diện hộ nghèo đang ở trong căn nhà xuống cấp. Các đồng chí lãnh đạo huyện, lãnh đạo xã tặng quà cho khu dân cư thôn Bót, xã Minh Sơn.